lâu vài ba tháng hai vợ chồng về. Về xong em mua quà bánh cho mẹ. Xong má con biếu má nữa nè. Rồi xong. Xin mời. Và chúng ta cho một tràng pháo tay cho cặp mẹ chồng nàng dâu đặc biệt ngày hôm nay quý vị. À, mời cô ngồi con, mời đi con. Em xin chào MC Quỳnh Linh. Dạ. Và chào MC Lê Lộc. Dạ. Chào quý khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào con. Dạ. Cô xin tất cả khán giả. Cô cứ ngồi đi con, cứ ngồi dạ. Đi con. Dạ. Cô giới thiệu cho mọi người biết về dạ. Cô đi. Đây là Phạm Thị Hoài. Cô Hoài. Dạ. Cô nhiêu tuổi đó cô Hoài? Thưa 74 tuổi. 74 rồi. Dạ. Quê mình đâu cô Hoài? Ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Là ở huyện nào? Huyện Chợ Lách. Huyện Chợ Lách, Bến dạ. Tre, sát Vĩnh Long ha. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên Đào Thị Thanh Tâm. Năm nay 37 tuổi, em làm nghề buôn bán tự do. Dạ. Dạ, em đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chị dạ. Làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 35. Dạ. À. Mình có em bé nào chưa chị? Dạ, cuối tháng này em sang em bé. À, rồi. Chúc mừng nha. Cô là cặp con dâu trong trường hợp nào? Thưa thì nó cũng như bán thời cho nó gặp nhau trước. Nó gặp nhau rồi nó dẫn về thì này thấy nó gặp nguyền thấy cũng thương. À, dạ. Trai dẫn về hả? Dạ. Trước khi trai dẫn về có thông báo không? Cũng có thông báo trước. Nhưng mà lần đầu tiên con trai dẫn về thì cô gái này bị khiếm khuyết về cơ thể thì cô có thấy sao không? Thưa thấy nó thì thấy cũng thương thôi. À. Dạ, vì thấy tật nguyền này có nói với con trai là nếu con thương thì phải thương thật tình, đừng có mà lỡ dở nữa chừng bỏ nó. À, hay quá. Chị có nhớ cái ấn tượng khi mà gặp mẹ chồng chị lần đầu tiên không? Dạ thì lần đầu tiên anh chồng em dắt về á thì anh có em có hỏi là má rồi có khó tính không, em anh bảo má ngày xưa khó lắm, dắt bao nhiêu người về má cũng không chịu. Ôi chết rồi, kiểu này chắc dắt em mà về chắc phải đuổi ra khỏi nhà dễ gì lại cho vô. Sao không sao đâu, về thì em về cũng thấy má cũng dễ chào, má cũng dễ cũng ừ hỏi rồi hỏi thăm mẹ con nói chuyện qua lại thấy dễ. Em mới bảo ủa sao anh nghe nói anh bảo má khó lắm này em có thấy khó gì đâu. Thế là tối chiều đó rồi em cũng bảo thôi anh ơi thì thấy má dậy rồi thôi chắc em cũng dậy phụ má. Thôi em cứ ngủ đi, thế này em ngủ một phát một tê 8 giờ luôn. Rồi, 8 giờ. Cô dâu có chia sẻ đó yeah. Là hình như trai cô dẫn nhiều người về cô không chịu. Dạ yeah. Sao dẫn cô này về chịu liền? Tại vì mấy người kia thì nó đúng cũng liền lạ. Nhưng mà nó cái tư cách nó mình thấy không chịu. Vì nó cũng như nó thấy ý nó liền lạc rồi nó hết dịch mình không chịu. Khi mà hai người lấy nhau rồi về làm dâu đó dạ. Em có phụ giúp má được gì không? Thì má cũng không có cho làm cái gì hết á. Má ưa bảo thì thôi em con cứ khỏi làm cái gì đi, cứ ngồi chỗ nữa được rồi. Cái thôi để con phụ má nấu cơm. Mà em thì em người Bắc, mà em nói vậy chứ em người Bắc má nấu thì em ăn được, chứ em người Bắc em nấu theo kiểu người Bắc thì chắc người làm không ăn được. Thì em nghĩ trong bụng rồi ở má giá như bây giờ mà bà bảo phụ nấu chắc cũng không biết nấu cầu cho miệng nói vậy cầu cho bà đừng bảo nấu cái gì. Hai mẹ con có hợp nhau không? Nó cũng hợp, thấy bởi vì mình thấy nó cũng hiền và nó tập nguyền rồi nó làm gì thấy nó để nó làm mà thấy cũng tội nghiệp rồi lỡ nó đi mà nó té thì xem hại nữa rồi nói thôi con ở đó đi mà làm cho. Còn má làm hết hả? Dạ. Bây giờ cũng không? Nó đúng, cũng có chồng nó làm nữa. Như vậy nó thấy này mẹ làm nó cũng chịu không nổi, nó hơi để má để vô nghỉ vậy để con làm. Nấu cơm, dọn dẹp rồi ăn cơm xong rửa chén rồi bà và chồng làm hết luôn. Dạ. Em cũng thấy ngại nhưng mà cái kiểu dưới nhà mẹ chồng em thì đi lại khó khăn lắm. Dạ. Bị ở lên đất là nhiều mà lên đất là nhiều nó khó khăn. À. Em đi hay bị té, em đi không có được.
Dạ. Tức là đi cái xe này là đất đi không có được đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà đôi khi á, cái việc làm không nói gì rồi, nhưng mà cái chuyện mà mình chăm sóc, mình chia sẻ, mình thổ lộ cho mẹ biết là mình thấy mẹ làm tội nghiệp quá, thấy thương quá đó. Có bao giờ là em quá vô tư, em cảm nhận mình trở thành vô tâm không? Dạ có. Có? Có luôn. Như thế nào? Tại vì thường thường là thay vì con cái làm không được thì thường tâm sự với mẹ, hỏi mẹ ơi mẹ có đau ốm chỗ nào không, hay là nhức đau mỏi chỗ nào không, con mua thuốc với mẹ. Thằng em lâu lâu vài ba tháng hai vợ chồng về xong qua em mua quà bánh cho mẹ, xong má con biếu má thế này rồi sao, ôi sao hôm nay con thấy má ốm quá rồi sao, còn tạ bệnh gì vậy? Em chả khi nào em hỏi má má có bệnh trong người không, hay là bệnh như nào không, má có mua thuốc uống gì chưa, kệ đó. Em chả bao giờ em hỏi cái đó. Cái đó mới là điều quan trọng. Có thể là em không làm gì có giúp mẹ được, dạ. Nhưng anh nghĩ rằng á là có những lúc em nên tâm sự với mẹ chồng. Ừ, dạ. Mẹ ơi, con thấy mẹ làm vất vả gì, thôi mẹ nghỉ ngơi vài ngày, hay là mẹ có thể lên đây chơi với con, hay là lâu lâu con gửi món quà về cho mẹ, thậm chí là hàng đêm có đôi khi lâu lâu rảnh chung bảy nhật gì đó, tâm sự với mẹ qua điện thoại này kia cho mẹ tình cảm chút xíu. Có năm 12 tháng chắc em không biết em gọi được hai lần không? Rồi đó con. Do là mình bận công việc nhiều quá hay là sao chị? Không, đôi bận thì công việc cũng đôi khi nó bận, nó làm cho con người mệt mỏi cũng có. Nhưng mà có những lúc em ở nhà em cũng một tháng người em cũng nghỉ được đâu hai ba lần gì đó. Nhưng mà em ở nhà thì một là đi chỗ anh em chơi, hay là hai nữa là ngồi bấm điện thoại, chứ cũng chả bao giờ em gọi điện hỏi thăm. Tại vì có những cái cặp mẹ chồng nàng dâu trước á, dạ. Thì mẹ chồng chỉ cần người con dâu gọi điện hỏi mẹ ăn cơm chưa, mẹ khỏe không, mỗi ngày chỉ cần hỏi 2 đến 3 câu như vậy thôi là mẹ chồng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Chỉ cần như vậy thôi, không cần phải chăm sóc quan tâm vậy, dạ. Chị thấy mình có bị thiếu không ta? Dạ có cái đó. Có đó. Chồng em bảo em gọi điện em gọi, thôi anh gọi đi em sợ gọi. Sao kỳ vậy? Vô tư đó. Vô tư đôi khi là em cũng quá vô tư luôn á. Em có nhớ số điện thoại của mẹ không? Dạ không. Em có nhớ ngày sinh nhật của mẹ không? Cái đó thì em có hỏi đâu mà em biết. Không hỏi luôn. Cô ơi. Dạ. Cô có thấy buồn về việc đó không? Thấy cũng buồn chứ. Cũng buồn đúng không? Dạ. Có bao giờ mình ngồi mình nghĩ những điều đó mình tủi không cô? Thôi cũng tủi chứ. Có bao giờ cô khóc không? Có mà. Cô khóc thì thường cô tâm sự với ai? Thì tâm sự với cháu. Với cháu hả? Ừ. Cô tủi thân như thế nào cô? Cô tủi vì con mà nó không có nghĩ tới mình, nó không có gọi về đó. Con trai nó có chăm sóc, có hỏi han gì cô? Con trai thì nó hỏi hoài à. Bây giờ mới thấy mẹ chồng rơi nước mắt là thấy chưa? Đôi khi á là cũng không phải cần làm điều gì nó lớn lao lắm đâu em. Dạ. Em là cô gái rất xinh đẹp. Dạ. Anh nghĩ rằng chỉ nó khiếm khuyết một chút về cơ thể. Dạ. Nhưng mà em là cô gái rất là năng động và hiểu, dạ, việc luôn. Vấn đề là em hơi vô tâm chút xíu với mẹ chồng thôi. Dạ. Thì em muốn là nói với má là có những cái chuyện con làm mà không có đúng. Con thừa nhận là con làm không có đúng. Và con muốn mong rằng là má cũng bỏ qua, và nếu như con làm cái sự gì mà má không có hài lòng á thì má cũng nói cho con biết để con sửa được. Đó giờ chưa hỏi luôn đúng không? Bây giờ anh sẽ hỏi thế em nè. Cô. Dạ. Cô không hài lòng gì với điều gì với con dâu của mình? Không hài lòng mà những điều, ví dụ nó ở cái nơi nó cũng gọi về sao hỏi thăm này kia nọ, cũng quan tâm mình chút. Dạ. Dạ. Thấy không? Không có hỏi, không có quan tâm, mẹ khóc đó. Dạ. Rồi con không hài lòng chuyện gì nữa cô? Với lại nó những khi mình bệnh rồi nằm mà nó không muốn hỏi thăm rồi kia nọ vậy đó. Không hỏi thăm luôn. Dạ, không hỏi thăm thì có chồng con nó thôi. Nhưng mà chồng con nó là riêng khác, còn nó là bổn phận con dâu thì cũng phải quan tâm đến mẹ. Dạ. Dạ. Rồi về nhà ở mỗi lần về thăm cô đó, dạ, có tâm sự, có nằm tâm sự với nhau hay ngồi chia sẻ gì với nhau không, với mẹ chồng không? Nói về cũng có, đôi khi cũng nói chuyện nhưng mà cũng ít lắm. Bị về nhà cũng luôn có thằng nhóc nó lại quậy quá thì cũng không có nói chuyện. Mà cháu cố. Dạ. Bà đang nuôi một cái thằng cháu cố 4-5 tuổi. Có cháu cố luôn nữa. Dạ. Có bao giờ mà em thấy mẹ ốm quá rồi gầy yếu thiếu sức khỏe em có mua sữa cho mẹ không?
Dạ có. Có, ừ tốt rồi. Thì em cái đó cũng mua sữa rồi mua bánh trái rồi biếu mẹ. Thôi bây giờ mình nghe chồng mình nói đi nha. Dạ. Rồi nghe chồng mình nói thế nào. Khi mà mình đứng giữa mẹ với vợ thì mình thấy cũng hơi khó xử. Rồi còn cái mẹ thì mẹ ít nói, vợ thì nó không biết những gì để mẹ buồn, nó thích đâu thì nói đó, cũng ít quan tâm đến mẹ. Rồi anh cũng kêu em, kêu vợ gọi điện về hỏi thăm mẹ, nhưng mà vợ thì cũng không nghe. Hôm qua chương trình này anh cũng mong là em gọi điện về hỏi thăm mẹ, quan tâm mẹ nhiều hơn. Vợ con thì cũng rất là yêu thương, thương mẹ, nhưng mà có cái không có thể hiện được cái tình cảm. Nhưng mà qua đây thì mẹ có những gì vợ chồng có làm gì không vừa ý thì mẹ cứ việc kêu nói thẳng với vợ chồng con để mà chia sẻ với nhau. Nên tôi vợ không biết mà sửa lỗi như vậy. Cũng có nhiều khi cũng tâm sự nói với con, vợ con này kia vậy đó, thì con cũng nói về cho nó biết. Dạ. Cũng có nói. Rồi bây giờ thế này. Hôm nay có mẹ chồng đó. Dạ. Em nói gì thôi, nói hết cái lòng mình, những suy nghĩ của mình và hứa sẽ thay đổi gì với mẹ chồng đi. Anh nghĩ rằng á là hai mẹ con nên sát nhau xíu nào. Dạ. Nào em quay qua nói với mẹ đi. Thì từ ngày về làm dâu với má con chẳng giúp được gì cho má. Con mong nếu con có lỗi lầm gì mong má bỏ qua, và con cũng hứa sẽ quan tâm hỏi han đến má nhiều hơn. Có gì không phải mong má cứ chỉ bảo, chứ đừng cứ để trong lòng, nhiều khi mẹ con không hiểu nhau rồi cũng khó gần. Hay quá. Dạ. Thì mẹ cũng muốn cho con ở mẹ con mình được biết hiểu biết với nhau. Lâu lâu con không có con chút thì giờ con thì điện với má mẹ hỏi thăm má vậy á. Dạ mẹ má vui. Dâu có hung tôi chưa? Thấy chưa? Chưa, bữa nay hung thấy sao? Dạ. Thấy cũng mát bụng. Mát bụng đúng không? Thôi giờ mẹ chồng hung con dâu cái thế nào? Dạ. Cô đẹp bà già quá. Nhưng mà cô nè, cô về cô uống sữa này nhiều nhiều vô xíu nha cô. Dạ. Tự nhiên thấy thương cô mẹ chồng này quá à. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô nha. Cảm ơn. Trời ơi, người miền Tây thật thà dễ thương à. Hay đem về kỷ niệm để nhà, lâu lâu nhìn thấy nhớ Quyền Linh với lại Lê Lộc nha. Dạ. Dạ, cô về là cô uống cái này vô cho khỏe nha. Xin tặng mẹ chồng bộ quà sức khỏe, đó là gồm sữa Ensogol và áo khoác thể thao. Con xin tặng cô thêm nữa là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ. Dạ. Và đây là phần quà dành tặng cho chị, đó là Natogen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Dạ. Và phần quà đặc biệt đó là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Dạ. Tinh hoa công nghệ và thăng hoa cảm xúc. Xin dành tặng cô và chị ạ. Dạ. Dạ. Rồi cô với lại em gái gia đình hạnh phúc nha. Dạ. Nhớ chăm sóc bà và mẹ chồng nha. Dạ. Bây giờ anh đưa em gái xuống nào. Dạ. Cảm ơn. Cười. Nó tầm con. Để em cầm phụ cho.